Sao MU đang tìm đường giải thoát? Tiền vệ Danny Van de Beek sẽ tìm cách rời MU trong mùa hè này để có cơ hội thi đấu nhiều hơn. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Van de Beek có thể rời Old Trafford trước mùa giải tới vì anh muốn chuyển đến một câu lạc bộ có thể cung cấp cho mình một vị trí thường xuyên trong đội hình xuất phát. Cầu thủ người Hà Lan đến United vào năm 2020 với một bản hợp đồng ồn ào và được kỳ vọng lớn sau màn trình diễn ấn tượng tại Ajax, nơi anh đã giúp những gã khổng lồ Ajax lọt vào bán kết Champions League. Tuy nhiên, chấn thương và phong độ tệ hại đã khiến Van de Beek không thể tỏa sáng ở Quỷ Đỏ. Sau giai đoạn ban đầu gặp khó khăn về phong độ ở MU, Van de Beek được đem cho Everton mượn vào tháng 1 năm 2022 nhưng tiếp tục không gây được ấn tượng. Khi ông thầy cũ Erik ten Hag đến MU vào hè 2022, tưởng như sự nghiệp của Van de Beek ở Anh đã có thể hồi sinh. Song rốt cuộc dưới thời ten Hag, hai chấn thương nữa đã khiến anh tiếp tục sa sút. Dù hiện đã gần như hồi phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật đầu gối vào tháng 1, nhưng cơ hội cạnh tranh cho Van de Beek ở mùa giải tới có vẻ đã khép lại. Anh sẽ tìm phương án rời câu lạc bộ để cứu vãn sự nghiệp trước khi quá muộn. Hy vọng Van de Beek sẽ tìm được bến đỗ mới với đầy niềm hy vọng.